tiếp theo tập trước. Buổi sáng hôm sau, Triệu Mãn Duyên hỏi Mục Bạch. Mục Bạch, mấy hôm nay không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Gặp được chị của cậu chưa? Nghe xong, Mục Bạch lại nhớ đến lời Mục Thu. Không cần lo lắng cho chị, cũng đừng chọc đến Hekasa. Chúng ta cứ giả vờ là không quen biết nhau đi. Mục Bạch liền lấp liếm cho qua chuyện. Không có, có lẽ chị ấy tạm thời có nhiệm vụ. Vừa hay không có ở thánh tài viện. Lúc này, Mạc Phàm dẫn theo hai nữ nhân xinh đẹp bước vào hỏi. Hai người đã thu dọn xong chưa? Đến lúc xuất phát rồi." Mục Bạch ra dấu ok rồi nói. "Thu dọn xong rồi, xuất phát thôi." Rất nhanh, cả bọn đã kéo nhau về học viện Anper. Triệu Mãn duyên thản thở. Ở thánh tài viện mấy ngày sắp bị đông chết rồi. Lúc này đứng ở học viện Anper, dường như cảm nhận được một hơi thở ấm áp. Mạc Phàm biết tổng thằng này đang nghĩ ở học viện có nhiều em gái xinh đẹp thì đúng hơn. Thế là hắn nói với thằng bạn, "Đừng phí lời nữa, nhanh vào thôi." Mạc Phàm vừa đi vừa huyết sáo tỏ vẻ yêu đời vừa đến vườn hoa oải hương đã thấy người quen đứng chờ. mạc phàm giật mình hỏi lý vũ nga lý vũ nga đề nghị mạc phàm cậu đi với tôi một chút nhanh đến đây nói rồi kéo tay mạc phàm đi trong sự ngỡ ngàng của hai thằng bạn sau đó mạc phàm bị lôi đến gần một gốc cây chờ trụi hắn liền hỏi chờ một chút kỳ lạ lý vũ nga bị sao vậy ngươi không phải là lý vũ nga vừa nói xong thì cửu u hậu thò mặt ra nói bị ngươi phát hiện rồi mạc phàm lại hỏi ngươi rốt cuộc là ai Cửu U Hậu hiện thân rồi nói, "Là ta, Cửu U Hậu." Mạc Phàm giật mình hỏi, "Ngươi đến đây làm cái gì? Còn nữa, tại sao lại chiếm đoạt cơ thể của Lý Vũ Nga?" Cửu U Hậu chỉ vào Mạc Phàm rồi nói, "Ta ngàn dặm xa xôi không ngại vất vả, chỉ muốn đến để gặp ngươi." Mạc Phàm đần mặt ra hỏi, "Gặp ta?" Cửu ưu Hậu ngoắc ngoắc ngón tay bảo Mạc Phàm đến gần. Thế là tiện tay vuốt lấy má Mạc Phàm rồi nói, "Cổ lão vương nói ta đến tìm ngươi giúp đỡ." Mạc Phàm hoảng hồn hỏi, "Giúp chuyện gì?" Thời gian đến rồi, Chúng ta phải đi đến Ai Cập, sau đó. Mạc Phàm nghe xong thì ngẩn tò te ra. Sau đó Cửu U Hậu lại hỏi: "Thế nào, có vấn đề gì không?" Mạc Phàm tán thành: "Được, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ tặng quà lớn cho Ai Cập." "À đúng rồi, nếu như đúng lúc ngươi ở đây, có thể giúp ta một chuyện hay không?" Cửu U Hậu đáp ứng: "Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được thì có thể giúp ngươi." Mạc Phàm nói với bà ta: "Ta sẽ đưa ngươi đến một cái mộ bên cạnh." người giúp ta xem thử tên đó chuyển đi đâu rồi sau đó mạc phàm dẫn cửu u hậu đến mộ của jun hắn chỉ tay vào và nói chính là ở đây thế là cửu u hậu thi triển ma pháp rồi nói để ta theo dõi một chút sau đó cửu u hậu giật mình bà ta nói với mạc phàm cái tên đã cướp đi bộ xác của cô ta ngươi vẫn không nên chọc đến thì hơn mạc phàm sợ tái mặt hỏi đây là có ý gì ngươi biết là ai sao cửu u hậu cũng sợ xanh mặt mèo nói ta cũng không biết hắn là cái gì nhưng hắn rất mạnh, còn mạnh hơn ta. Mạc Phàm nghe xong lại nghĩ, rốt cuộc là người nào cướp đi hài cốt của Jun? Mục đích là gì? Ngày hôm sau, Triệu Mãn Duyên giật mình hỏi thằng bạn, Ai Cập, Mạc Phàm, đột nhiên lại muốn đi Ai Cập. Cậu hãy nói thật với tôi đi. Mạc Phàm trả lời, còn nhớ chuyện kim tự tháp Hải La Phu trước đây tôi nói với cậu không? Triệu Mãn Duyên bực dọc nói, phí lời, chuyện đó cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Mạc Phàm trả lời, lần này chúng ta sẽ đánh lại. Triệu Mãn Duyên hoảng hồn hỏi. Đánh lại, cậu đang đùa tôi sao? Mạc Phàm trả lời. Tôi đùa với cậu làm gì? Triệu Mãn Duyên nghe xong mặt cắt không còn một hạt máu, hắn ngâm mùng không nói lên lời. Một lúc sau tên này mới gào lên. Cái gì, cậu nghiêm túc đó chứ? Mạc Phàm nhắc nhở. Cậu nhỏ tiếng một chút, không cần chúng ta đi đánh. Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên hỏi. Vậy cậu qua đó làm gì? Mạc Phàm trả lời. Lãnh tức không phải lần trước chúng ta mở cửa minh giới ra. Để vong linh Ai Cập đến xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, Triệu Mãn Duyên gật đầu, "Ừm." Mạc Phàm nói tiếp, "Lần này chúng ta để vong linh cổ đô qua đó để trị lại họ." Triệu Mãn Duyên lo lắng ôm lấy vai thằng bạn nói, "Đầu óc có vấn đề sao, chuyện này cậu cũng dám nhận sao?" Mạc Phàm giải thích, "Tôi cũng không muốn nhận đâu, mà vong linh đế quốc lớn như vậy cũng muốn uống máu ăn thịt, thay vì để bọn họ gây hại người của chúng ta, chi bằng qua bên đó luôn cho rồi." Triệu Mãn Duyên khóc lóc, "Đã nói chúng ta tìm đồ đằng thần thú, cậu xem đây có phải là chuyện mà do người làm hay không?" tôi nói cho cậu biết, tôi không đi đâu. Mạc Phàm nghe xong quay sang đe dọa thằng bạn thân. Cậu không đi với tôi sao? Được thôi, vậy sau khi tôi về, tôi sẽ đem sự tích vinh quang của cậu nói cho mấy tiểu tình nhân kia nghe. Xem thử sau này bọn họ có xem cậu ra gì nữa không? Nghe xong, Triệu Mãn Duyên ôm đầu than thở, ô nô, đờ mờ, vẫn không được sao. Mạc Phàm bắt đầu hứa lèo. Đảm bảo đây là lần cuối. Sau khi làm xong, chúng ta an tâm tìm đồ đằng thần thú. Có thể để mai rùa của cậu tiến hóa, nắm giữ lại triệu gia triệu mãn duyên bật lại quỷ mới tin lời cậu nói sau đó hắn mới ngơ ngác nói ủa lục trà nam đâu cũng gọi đi cùng chúng ta chứ mạc phàm đáp lại còn phải hỏi sao nhất định sẽ kéo theo rồi triệu mãn duyên thấy có thằng nhảy hố theo thì vui mừng khô xiết như vậy còn được buổi chiều hôm đó mạc phàm tiễn biệt đám học phủ anper mấy hôm nay cảm ơn mọi người đã chăm sóc thế như già lam đạo sư lại nói mạc phàm tôi muốn nhờ cậu đưa theo hải đế đi về Ai Cập. Mạc Phàm nhắc nhở. Cô già Lam, lần này chúng tôi đi Ai Cập làm một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cô chắc là để họ đi cùng chứ. Già Lam đạo sư nói. Tu vi bây giờ của hải đế đang nằm ở bình cảnh kỳ. Cần một vài rèn luyện mới có thể đột phá. Đây đối với cô ta mà nói là một cơ hội. Viện trưởng Pori nói với Blanc. Mạc Phàm một mình không tiện chăm sóc. Cô hãy đi cùng đi. Cứ ở lại trong học phủ, chỉ có thể vùi lấp tài hoa của cô. Blanc tán thành, Viện trưởng, vậy lần này tôi cũng sẽ đi. Thế rồi cả bọn đi lên máy bay. Ba thằng tàu khựa ngủ say như chó chết. Đột nhiên, tiếp viên thông báo. Các hành khách quốc tế tôn kính. Rất xin lỗi thông báo với mọi người. Vì nhiên liệu của máy bay không đủ sẽ đáp xuống ngay. Nghe xong, Triệu Mãn Duyên quay sang hỏi thằng bạn. Có chuyện gì vậy? Sau đó, Triệu Mãn Duyên nhìn ra cửa sổ và hét lên. Mặc phàm, cậu nhanh nhìn ngoài cửa sổ đi. Thế là cả bọn cùng nhau nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đám yêu thú đang nện nhau ẩm ý bên dưới. Mạc Phàm đần mặt ra hỏi. Nhiều hạt thú như vậy sao? Một tên hoàng hồn lên tiếng, nguy rồi, người rắn và người bò cạp sắp bắt đầu tranh đoạt rồi. Nói bọn nó mỗi năm sẽ tranh đoạt nơi ấp trứng, sau năm nay lại sớm như vậy. Chiếc máy bay đã mở đèn gầm, chuẩn bị hạ cánh. Tiếng của tiếp viên lại vang lên. Các vị hành khách hãy ngồi im, thắt dây an toàn, máy bay sắp tiếp đất. Một tên hành khách ôm đầu than thở. Phía dưới đều là yêu ma. Chúng ta xuống dưới còn sống hay không? Nghe xong, cả ba thằng tàu khựa mặt tái như đít nhái chiếc máy bay nhanh chóng hạ độ cao, đám hành khách bên trong bắt đầu nhốn nháo lên hết cả. Mặc Phàm nói với thằng bạn: Lão Triệu đã đến lúc hoạt động rồi. ở bên dưới sân bay có một đám quân pháp sư đang đứng chờ sẵn. một tên nói với Mios: Đây là máy bay cuối cùng rồi. đợi nó an toàn hạ cánh, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mios hạ lệnh: để các thổ binh của các ngươi lưu ý, đừng để mấy tên kia xông vào. tên kia trả lời: yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho hành khách dù sao đây cũng liên quan đến tập đoàn hàng không mà thế nhưng một tên lại thông báo mọi người nhìn kìa chuyến bay kia bay đến đường khác rồi nghe xong cả đám giật mình nhìn lên chiếc máy bay đang lao xuống rất nhanh chiếc máy bay đã bay xuống đường băng khác mios gào lên chết tiệt lẽ nào cơ trưởng không nhìn thấy đèn sáng lên sao một tên giải thích có lẽ là thiết bị thông tin bị quấy nhiễu rồi thế là hắn ra lệnh cho thuộc hạ tất cả mọi người chú ý lập tức chuyển đến b 6 lúc này có mấy con xà nhân đang tiến vào mios tái mặt nói trên đường máy bay kia có người leo vào nhất định phải xử lý bọn chúng trước khi máy bay hạ cánh tên kia sợ hãi nói e rằng không kịp nữa rồi chiếc máy bay không ngừng hạ độ cao rất nhanh nó đáp xuống mặt đất đám yêu quái tụ tập đông như kiến chiếc máy bay đáp xuống tiện thể còn tông vào đám yêu ma bên dưới thế là máy bay tự nhiên lại chui vào giữa trận chiến của bọn yêu ma mấy tên hành khác khóc lóc chúng ta cứ như vậy mà bị bỏ rơi ở nơi này sao quân đội đâu rồi đúng lúc này có một con bọ cạp xông vào khoang hành khách. Một nữ nhân to béo hét lên. Á à, há, bọn nó xông vào rồi. Con bọ cạp nhe răng xông vào định cắn. Nữ nhân kia sợ run hết cả người. Nhưng mục bạch gần đó đã làm một chiều đóng băng. Lập tức con bọ cạp bị đông đá lại rơi xuống. Nhìn con bọ cạp rơi xuống chết thẳng cẳng, ai nấy đều giật mình. Mục bạch lên tiếng. Có lẽ bọn nó leo lên khi máy bay hạ xuống, mọi người cẩn thận. Mạc Phàm lớn tiếng nói. Ở đây không an toàn. Mở khoang cửa ra, chúng ta đi đường khác một tên hành khách nghe thấy liền gào lên cậu bị điên rồi sao mở cửa ra bọn nó sẽ chạy vào hết đấy ta không muốn bị bọn nó cắn chết đâu mạc phàm tức giận nói các ngươi có thể nhìn ra bên ngoài muốn rời khỏi chỉ có bây giờ nghe xong cả đám hành khách đều giật hết cả mình sau đó nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một đoàn yêu ma đang xông đến mạc phàm hét lên nếu để bọn nó qua đây khó mà chạy thoát được lăng lên tiếng chúng tôi là pháp sư nhất định sẽ bảo vệ mọi người xin hãy tin tưởng chúng tôi nghe xong mấy thằng liền tán thành được sau đó cửa thoát hiểm cũng được mở ra mấy người la lên nhanh lăn xuống dưới lang lớn tiếng nói đi sát theo chúng tôi đừng để bị lạc triệu mãn duyên sử dụng thủy ngự dòng nước tạo thành một cái mái vòm che chắn cho mọi người mục bạch bên này cũng không chịu kém cạnh hắn sử dụng ma pháp băng hệ tạo mái vòm băng băng man băng tỏa mạc phàm nói với hải đế bên cạnh hải đế cô đi tìm người của quân đội có lẽ bọn họ sẽ tiếp ứng hành khách quá nhiều chỉ dựa vào chúng ta khó đảm bảo chu toàn của mọi người. Hải đế tán thành, được, lúc này, cơ trưởng gào lên. Bọn nó đến rồi. Chạy nhanh thôi. Mặc phàm nhìn ra thấy hai con xà nhân với hai hạt nhân đang nện nhau túi tụi thì cũng ngu mẹ nó người. Thế là cả bọn kéo nhau chạy trối chết. Mấy hành khác hỏi nhau. Tốc độ của bọn nó sao lại nhanh như vậy? Mặc phàm vừa phóng hỏa vừa nói với Blang. Cô Blang, cô đem những người còn lại đi theo mục bạch và triệu mãn duyên. Blang tán thành, được, lúc này, có một đám yêu ma lại kéo tới, Lăng cũng giật hết cả nảy. Sau đó cô ta đánh ra một chiêu. Đằng mạn, triển nhiễu. Lập tức đám dây leo mọc lên như rừng Amazon. Những cái dây leo nhanh chóng trói cổ bọn yêu ma kia lại. Lăng nói với mọi người. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm thấy bọn yêu ma kéo đến rất nhiều. Hắn liền gọi đồng bọn bằng chiêu. Triệu hoán chi môn. Một cánh cổng không gian hiện ra. Một bầy u lang thú tiến ra biểu dương lực lượng. Mạc Phàm nói với bọn kia. Đánh hội đồng, ta lại sợ các ngươi được sao. Lên cho ta thế rồi đám u lang thú xông vào cắn xé chúng nó cắn bọn xà nhân tay tua sớm mướp xác chết cứ gọi là la liệt hết cả đột nhiên một con u lang thú gầm gừ nó kêu toáng lên à hú mặc phàm bây giờ cũng nhận ra trong đám xà hạt nữ yêu còn có các yêu ma khác thế là hắn hét lên quay lại mặc phàm thu hết đám u lang thú về rồi nghĩ đem đám sói này triệu hoán lại rồi tính sau đó hắn lại triệu hồi chó ngoan nhà mình ra lão lang chúng ta đi trước mặc phàm nhìn cái đám khói bụi trước mắt liền nghĩ trong đám sương mù đen kia che giấu cái gì đến ngay cả u lang thú cũng bị dọa sợ bỏ chạy rồi có lẽ không phải cấp quân chủ nếu không đám sói này căn bản không thể sống sót quay lại được vẫn không nên mạo hiểm đi theo đội ngũ cho chắc ăn phía tây sân bay mạc phàm cũng đã tụ tập với đám blanc ở đây hắn hỏi blanc cô có biết đó là gì không blaze trả lời là bò cạp đỏ mạc phàm nhìn vào vòng xoáy trước mặt sau đó có một con bọ cạp to lớn xuất hiện mạc phàm giật mình hỏi bò cạp đỏ blen giải thích thực lực của nó tiếp cận cấp quân chủ nhưng thể hình nhỏ hơn rất nhiều so với bò cạp đỏ sau khi trưởng thành có muốn cùng nhau loại bỏ nó không mạc phàm trả lời vẫn không nên manh động bò cạp nhỏ sẽ xuất hiện ở đây bò cạp lớn cũng cách đây không xa đâu người thống trị sa hạt thông thường vì để ngăn chặn bọn nó sinh sản quá mức mà tự tàn sát lẫn nhau mới phát động một vài chiến tranh xâm lược để giảm thiểu số lượng tộc quần cho nên đại quân bò cạp không dốc hết sức lực tôi đoán sau khi công kích vài lần sẽ lập tức kết thúc tình huống này thường xuyên đều gặp ở các quốc gia nhưng mà nếu như con cháu của người thống trị chết những sinh vật có tính báo thủ cực mạnh này rất có khả năng sẽ tấn công vào thành phố lăng tán thành ừm nếu như mọi người không sao chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi mặc phàm đi được một lúc thì gặp người quen hắn liền hỏi đây không phải là mios sao mios nhìn thằng khốn nạn kia rồi hỏi là cậu mặc phàm lại hỏi từ lúc nào mà trở thành bảo an của sân bay rồi vậy Mios tức giận hỏi. Các người đến Ai Cập làm gì? Mặc Phàm nảy ra một ý bắt đầu chém gió. Tôi nhận được lời mời của tướng quân Fenner. Đến giúp Ai Cập các người giải quyết khó khăn. Cũng trùng hợp, vừa mới hạ cánh thì giúp các người cứu được 100 dân chúng. Nghe xong, Mios tối sầm mặt lại vì biết thằng kia chém gió. Lúc này, nhân viên đi vào kính lễ, báo cáo, tất cả hành khách đều ở đây. Nhân viên phục vụ trên máy bay. Nhân viên bảo dưỡng cũng không sao. Triệu mãn duyên bên này cả hiện. Hừ, nếu như đợi các người đến, mấy người này sớm đã biến thành một đống xương trắng rồi mấy tên hành khách bắt đầu phản ứng sau này tôi sẽ không ngồi bất cứ chuyến bay nào của công ty hàng không các người nữa đừng nói gì nữa nhanh rời khỏi đây thôi nghe xong mios cứ gọi là tức xì khói sau đó triệu mãn duyên với mục bạch hai thằng ngồi xuống ghế sau ngủ khò khò còn mạc phàm thì ngồi cùng với blang. đoàn xe được quân đội hộ tống sang thành phố khác blang nói với mạc phàm mạc phàm tôi quên mất cậu còn là một pháp sư hệ triệu hoán mạc phàm trả lời không có gì pháp sư hệ triệu hoán tôi có chút đặc thù. Dù sao đại đa số thời gian đều là hệ hỏa và tiểu viêm cơ cùng xuất hiện, vì thế mới dễ dàng lừa người khác. Chỉ có khi triệu hoán phi xuyên ngai lang, người khác mới biết tôi còn biết ma pháp hệ triệu hoán. Lang nói với Mạc Phàm, tôi còn đang suy nghĩ nên tặng quà gì để cảm ơn cậu. Xem ra có một ma khí rất thích hợp với cậu, một chiếc nhẫn ma môi. Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi, chiếc nhẫn ma môi? Lang giải thích, khi ở sân bay không phải đã sử dụng qua thú triều triệu hoán sao? Mạc Phàm đáp lại. Ừm, ma pháp triệu hoán cao dai của tôi khá tầm thường. Cũng không xem là thú triều, cùng lắm là thú khê thôi. Lăng giải thích. Nhẫn ma môi có thể tăng cường năng lực kêu gọi thú triều của cậu. Chỉ là phát động của nó cần lượng lớn tinh phách. Cho nên cần phối hợp với đồ đựng tụ hồn mới được. Mạc Phàm thầm nghĩ. Còn có bảo bối như thế sao? Đây không phải đúng lúc phù hợp với cá trạch nhỏ của mình sao? Mạc Phàm liền nói. Cô Blang, tôi đúng lúc có một đồ đựng tụ hồn chuyên nghiệp. Nghe xong Blang vui vẻ hỏi hửm, ừ, đúng là tốt thật. Vừa nãy tôi còn đang dầu dĩ đi đâu tìm một đồ đựng tụ hồ nữa. Chi bằng lát nữa chúng ta rảnh rỗi rồi thử luôn. Nói rồi thằng này tranh thủ mà nắm lấy bàn tay của blang khiến cho cô ta hết hồn. Sau đó, cô ta vội vàng giật tay ra rồi nói. Vậy đợi xe dừng lại, chúng ta đi đến ngoại ô phía nam rồi thử. Mạc Phàm vui vẻ đáp lại, ừm, sau đó hắn nghĩ. Cô blang đúng là quý nhân. Nếu như nhẫn ma môi thật sự có thể tiếp nhận tin phách. Mà cá trạch nhỏ tôi luyện trong minh giới. Không phải mình sẽ mạnh lên sao, chuyển cảnh ngoại ô phía nam của thành Tân Tô. Mạc Phàm liền nói: "Ở đây không tệ." BLAC đặt chiếc nhẫn lên tay Mạc Phàm rồi nói: "Thử đi." Mạc Phàm đeo nhẫn lên rồi tán thành, "Ừm." Sau đó, hắn liền nói: "Cá chạch nhỏ, kiếm tinh phách của cấp chiến tướng đi." Sau đó, Tiểu Nê Thu cũng bắt đầu cung cấp tinh phách cho Mạc Phàm. Một cái tinh phách cấp chiến tướng được bỏ vào trong nhẫn. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn sáng lên. Hắn hỏi Blang: "Như vậy là xong rồi sao?" Blang xác nhận, "Ừm, ừm, ừ, thử đi." mặc phàm bên này đã chơi ma pháp cao giai triệu hoán hệ triệu hoán thú triều thế là một đám u lang thú thò mặt ra ngoài kêu gào hú hét ẩm ý chúng nó chạy ra cứ gọi là như đua chó phi xuyên ngai lang hét lên hú hú đám u lang thú kia cũng hét lên hú hú mặc phàm bắt bắt bọn này xếp hàng rồi đến 37, 38, 39, tổng cộng là 45 con nhiều thêm một con mặc phàm thấy vẻ tươi cười của phi xuyên ngai lang mặc phàm liền hỏi lão lang ở bên trong có người mới đến sao phi xuyên ngai lang lại kêu lên à hú, một con sói thỏ mặt ra. Mạc Phàm khen ngợi. Đúng là nhiều thêm một tên. Là Bạch Văn Thương Lang. Sau đó, Mạc Phàm thu bọn sói kia lại rồi nói. Cô Lang, giả sử tôi dùng tinh phách cấp thống lĩnh nuôi dưỡng. Có phải sẽ triệu hoán ra một đầu thống lĩnh hay không? Lang trả lời. Trên lý luận thì được. Chỉ có điều như vậy sẽ tăng thêm tiêu hao ma năng của cậu. Mạc Phàm vui vẻ nói. Đúng là tuyệt thật. Nhẫn ma môi này thật sự là có thể tặng cho tôi sao? Lăng đáp lại. Không cần khách khí, nó ở chỗ của tôi cũng không có tác dụng gì. Vẫn cần một chủ nhân thích hợp với nó. Đột nhiên, có tiếng động chuyển tới. Mạc Phàm giật mình. Lúc này tiếng gầm gào xuất hiện. Từ đâu kéo ra một đám xà nhân. Mạc Phàm hoảng hồn hỏi. Sao bọn nó lại xuất hiện ở đây? Lăng nhìn về phía sau rồi thông báo. Phía sau còn có rất nhiều. Mạc Phàm lại hỏi. Lẽ nào bọn nó muốn đánh lén phòng tuyến dưới sự yểm hộ của khu rừng này sao? Lăng nói với Mạc Phàm. Cậu đi thông báo cho quân đội, tôi đi đối phó với bọn nó trước. Mạc Phàm liền nói, không cần đâu, chỉ có một đội như vậy. Tôi vẫn còn có thể giải quyết được. Cô Blanc, cô giúp tôi trong chừng mấy con cá rách lưới kia. Những thứ khác giao cho tôi. Mạc Phàm lập tức đánh ra một chiêu. Phích lịch điện tai. Lôi điện đánh ra ẩm ẩm. Bọn xà yêu bị đánh cho ngu người hết cả. Tiếp đó, Mạc Phàm cứ thế đánh ra bạo quân hoang lôi. Bọn xà hạt yêu bị đánh cho tan nát hết cả. Xác chết của chúng nó không còn có cái nào được nguyên vẹn. Đột nhiên, bên phía Blanc có một đám yêu ma kéo tới lần này có hẳn một con nữ yêu to tổ bố cầm dìu xuất hiện lăng hét lên xà hạt nữ yêu con này thế nào mà chạy ra ngay trước mặt mạc phàm mạc phàm gọi chó ngoan nhà mình ra phi xuyên ngai lang phi xuyên ngai lang hùng hổ xông ra nó vả cho con xà hạt nữ yêu kia một phát bay luôn một miếng vai sâu vào đến ngực con này đau đớn vung dìu lên bổ nhưng phi xuyên ngai lang đã vọt quang sau đó nó quay lại để ngửa con xà hạt nữ yêu ra tiếp đó há cái mùng đầy răng của mình ra cắn phập một nhát huyết nhục văng tung tóe thế là con xà hạt nữ yêu đi đời phi xuyên ngai lang gây án xong quay sang nhìn bọn nữ yêu khác kêu gầm gừ mặc phàm cười như được mùa nói lão lang làm tốt lắm sau đó hắn thi triển vật chất ám ảnh hắc ma đàm thế rồi những làn khói đen không ngừng lan ra bọn xà hạt nữ yêu thấy khói đen ùn ùn kéo tới bọn này hú hét ẩm ĩ hết cả sau đó chúng nó lao vào phía mặc phàm đám xà hạt nữ yêu thấy mặc phàm ngon lành chúng nó tranh nhau xông lên mỗi đứa định kiếm một miếng Mạc Phàm vẫn cứ bình tĩnh đứng chờ. Lăng hét lên, "Mạc Phàm để tôi giúp cậu." Thế rồi cô ta bắt đầu dì dầm niệm chú. Mạc Phàm trấn an, "Cô không cần lo lắng." Sau đó, từ trên cơ thể Mạc Phàm, một ngọn lửa bùng lên. Mạc Phàm gọi con gái nhà mình ra, "Tiểu Viêm Cơ." Một nữ nhân làm bằng hỏa diễm xuất hiện bên trong làn khói đen. Tiếp đó, Tiểu Viêm Cơ hiện thân dưới hình thái trưởng thành. Con bé bắt đầu thiêu đốt lũ xà hạt nữ yêu. Bọn kia bị lửa đốt lập tức kêu ré lên, gào gào, mạc phàm phán khích lơ tiếng nói chiến đấu thật sự bắt đầu rồi tiểu viêm cơ vung tay lên phóng ra thiên địa kiếp viêm bọn xà hạt nữ yêu bị đốt cho ngu người lang thầm nghĩ không ngờ mạc phàm lại mạnh như thế mạc phàm đánh ra một chiêu ảnh sát mấy cái bóng của xà hạt nữ yêu đã xuất hiện bọn này là bản sao đen thui của lũ xà hạt nữ yêu sau đó mạc phàm giơ tay lên cao hắn hô lên thật to ảnh sát thiên quân vạn mã lập tức đàn đàn lũ lũ ảo ảnh của bọn xà hạt nữ yêu xông lên chém giết thân thể của bọn này bị chém cho rơi dụng là tả trận chiến vô cùng thảm liệt đám xà hạt nữ yêu không ngừng đổ xuống sau đó đám tàn hồn tàn phách của bọn này bị hút đi lăng kinh ngạc la lên mấy tàn hồn tinh phách của các xà hạt quái kia tất cả đều đã bị mặc phàm dùng tiểu nê thu hút vào lăng kinh ngạc hỏi mặc phàm hệ ám ảnh của cậu mặc phàm cười nham nhở he he đã lâu rồi vẫn chưa giết nhiều như vậy lăng cảm thán xem ra trước đây chúng tôi đã đánh giá thấp cậu quá rồi mặc phàm đáp lại cũng tạm, hôm nay vận may cũng không tệ. 31 tinh phách cấp nô lệ có thể tôi luyện 6 tin phách cấp chiến tướng. Lần này hệ triệu hoán lại được thăng cấp rồi. Lang nhắc nhở. Mạc Phàm, tặng cậu nhẫn ma môi là hy vọng cậu có thể nâng cao thực lực, nhưng cũng không vì vậy mà để cậu mạo hiểm chém giết yêu ma được. Mạc Phàm xua tay nói, yên tâm, tôi cũng không phải là một tên điên, sẽ không dồn ép bản thân vào chỗ chết đâu. Lang tán thành. Thế thì tốt, chúng ta về trước thôi, nghỉ ngơi cho tốt. Không dễ gì mới đến được một chuyến cũng không thể chém giết yêu ma mãi được. Sáng ngày hôm sau, Mạc Phàm đang nằm trên giường. Hắn giật mình khi bị Triệu Mãn Duyên tra khảo. Mạc Phàm, nói thật đi. Tối qua cậu và cô Blanc đã đi đâu vậy? Không lẽ cậu giấu chúng tôi cùng cô Blanc? Mạc Phàm nhắc nhở. Cậu đừng nói lung tung. Triệu Mãn Duyên đề nghị. Nếu như không có chuyện gì. Thế thì tối nay có muốn vào trong quán ba thành phố vui vẻ một chút không? Mạc Phàm từ chối. Tối nay không được, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Triệu Mãn Duyên hỏi là chuyện quan trọng gì vậy đêm hôm đó mạc phàm lại mò ra ngoại ô của thành tân tô hắn điên cuồng mà chém giết bọn xà hạt nữ yêu bằng bạo quân hoang lôi thương lôi chảo mạc phàm đánh xong một bọn lại tiếp tục di chuyển vừa hay nhân lúc trời tối làm thêm một trận thu hoạch hắn đi đến đâu bỏ lại một đống xác chết của ma vật đến đấy mấy thằng quân pháp sư gần đó nhìn thấy cũng ngu mẹ nó người chỉ thấy mạc phàm không ngừng dùng lôi điện màu tím đen đi săn quái mấy thằng quân pháp sư hỏi nhau đó là kẻ nào đến khi bon này chạy đến nơi thì đã thấy một đàn xà hạt nữ yêu nằm chết trên mặt đất chúng nó ngơ ngác hỏi nhau đã kết thúc rồi sao hình như là vậy mặc phàm bên này đang thu thập tàn hồn tàn phách của bọn yêu quái hắn thấy người đến thì cũng giật mình mấy thằng quân pháp sư ngạc nhiên hỏi nhau hắn đang làm gì vậy tên kia trả lời không biết mặc phàm thấy có người đến thì nói không tệ đổi nơi khác nói rồi tên này dùng ma pháp không gian mà biến mất mấy thằng kia éo hiểu chuyện gì đang diễn ra đột nhiên mặc phàm lại xuất hiện trên đầu của một bầy xà hạt nữ yêu khác lần này hắn gọi con gái mình ra chơi tiểu viêm cơ tiểu viêm cơ thích chí la lên lánh lánh sau đó con bé phun lửa thiêu cháy mấy con xà hạt nữ yêu tàn hồn tàn phách lại bị hấp thu hết sạch mặc phàm đi vào trong thế giới tinh thần bắt đầu đếm cua trong lỗ hắn khen ngợi làm tốt lắm 34 tinh phách cấp chiến tướng cộng thêm trước đây lần này có thể triệu hoán thêm 44 con bạch văn thương lang rồi triệu hoán thú của mình cũng có thể phá vỡ kỷ lục 100 rồi sau đó mạc phàm trở về khách sạn hắn vui vẻ huýt sáo đi vào đột nhiên blanc lên tiếng hỏi làm hắn giật mình cậu đi đâu vậy mạc phàm giả bộ ngu ngơ hỏi cô blanc vẫn chưa đi ngủ sao blanc nhắc nhở không phải cậu đã hứa với tôi sẽ không xông ra ngoài giết yêu ma rồi sao mạc phàm lấp liếm ha ha tôi chỉ là đi ngoại ô luyện tập phóng thích ma pháp thôi mà không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu blanc nghi ngờ hỏi không đi đến khu vực chiến đấu mạc phàm lại chém gió đương nhiên là không rồi tôi đi đến đó làm gì, tôi cũng không bị ngốc. Thế rồi Blanc nắm lấy tay của Mạc Phàm hỏi. Đưa tôi xem nhẫn của cậu. Mạc Phàm giật tay ra. Không cần thiết đâu. Thế nhưng Blanc đã chụp lấy tay Mạc Phàm. Sau đó, cô ta hét lên, trời ơi, Mạc Phàm vội vàng bịt mỏ Blanc lại rồi nói. Nó nhỏ một chút, đừng làm ồn mọi người tỉnh dậy. Chúng ta lên giường nói. Sau đó, Mạc Phàm đẩy Blanc bước vào phòng rồi nói. À thì, cô nghe tôi giải thích. Blanc lớn tiếng nói. Lại nhiều thêm gấp đôi cậu rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu yêu ma rồi mạc phàm cười nham nhở nói thật ra chủ yếu là tôi may mắn thôi tôi đang còn do dự có nên mua chút trợ cấp gì đó cho phí sinh hoạt hay không còn lại giao cho nhẫn ma môi blanc hét lên tôi không nói cái này mạc phàm thấy vẻ mặt tức giận của nữ nhân kia vội vàng nói tôi sai rồi tôi không nên chạy đến khu vực chiến đấu lỗ mãng như vậy blanc chắn nản hỏi bị thương rồi sao mạc phàm kéo tay áo ra và bảo chút vết thương nhỏ thôi không sao lăng thò tay ra và nói để tôi xem thử mạc phàm xua tay ngăn cản không cần đâu thật sự là không có chuyện gì mạc phàm quay đi có chút ngại ngùng sau đó lăng chụp cánh tay mạc phàm đồng thời kéo tay áo của hắn lên nhìn thấy vết thương khá dài và sâu cô ta liền hỏi cái này gọi là vết thương nhỏ sao sau đó lăng lấy ra một lọ thuốc kéo mạc phàm lên giường và bảo cậu nằm đây mạc phàm ngại ngùng nói đây trực tiếp nằm trên giường của cô không hợp cho lắm nhỉ Lăng đáp lại: Cậu đã bị thương rồi, còn nghĩ thích hợp hay không làm gì. Đừng xem thường độc tính của vết thương này, cậu tự xem đi. Nó vẫn chưa lành mà đang còn bị thối giữa da. Máu của cậu e rằng cũng bị độc tố lây nhiễm rồi, cũng cần phải xử lý. Mạc Phàm trả lời: Ừm, tôi thật sự không phát hiện ra. Bản thân tôi cũng có thuốc, là bạn ở Parthenon tặng cho tôi. Nói rồi hắn đưa mấy lọ thuộc da cầm trên tay. Nhìn mấy bình thuốc này, Lăng ngẩn người. Sau đó liền nhận định: Đây là thánh dược của thần miếu Parthenon. Cậu có quan hệ khá tốt với họ đấy." Mạc Phàm xác nhận, cũng tạm, nhưng trong lòng lại nghĩ, đương nhiên là quan hệ khá tốt rồi. Tâm Hạ là thần nữ của tương lai đấy. Lăng nói với Mạc Phàm, "Lần này tôi vẫn phải đi Châu Tâm Hải xử lý một vài chuyện, không tiện đem theo Hải Đế. Ngày mai các người sau khi đến Kaizo, giúp tôi chăm sóc cô ta một chút." Mạc Phàm tán thành. "Không vấn đề. Vấn đề cần xử lý có khó khăn không? Có cần giúp đỡ gì không?" Lăng trả lời. "Bản thân tôi có thể giải quyết." ngày hôm sau mạc phàm đã dẫn đoàn cưỡi chen lưng mấy con lạc đà kỳ dị đi qua sa mạc mạc phàm nói với hải đế hải đế nói trước chúng tôi đi kaizo có chuyện quan trọng cần phải làm đến lúc đó cô đừng đi theo chúng tôi nữa bản thân tự đi du lịch ở kaizo hải đế có chút phật ý đáp lại tôi không cần các người chăm sóc mạc phàm trả lời thế thì tốt chỉ nói với cô trước vậy thôi lúc này có một tên đi đến hỏi các cậu là học sinh đúng không ở trường ma pháp nào vậy mạc phàm ngẩn người ra nhìn tên này liền nói tôi xin tự giới thiệu một chút tôi là đạo sư thực tập vani của học viện hệ thổ ở học phủ europe mấy người phía sau tôi đều là học sinh rất vui vì cho quen biết với các cậu nghe xong hải đế liền hỏi học phủ europe vani xác nhận không sai chính là học phủ xếp hạng nhất trên quốc tế các cậu một mình đi về kaizo sao không có thầy cô đi theo à hải đế trả lời bà ấy có chuyện sẽ tập hợp chúng tôi sau vani đề nghị là vậy sao vậy các cậu có muốn đồng hành với chúng tôi hay không mọi người hãy cùng nói nhiệt một chút triệu mãn duyên tán thành được thôi thế thì đi chung vậy mạc phàm liền hỏi tại sao phải muốn đi cùng triệu mãn duyên chỉ tay về phía sau rồi nói đừng vội cậu hãy nhìn mấy em ở trong đội đi nghe xong mạc phàm với triệu mãn duyên liền cười dâm tiện với nhau mục bạch nhìn thấy cũng hết sức bất mãn triệu mãn duyên quay lại nói xin chào tôi tên là triệu tiểu thiên là học viên của học phủ minh châu mấy em gái kia ngạc nhiên hỏi Học phủ Minh Châu, chưa bao giờ nghe qua. Triệu Mãn Duyên lại nói: "Các cô không biết sao? Trận chiến học phủ thế giới kết thúc trước đây, chúng tôi đã lấy được hạng nhất đấy." Đột nhiên, Triệu Mãn Duyên nghe tiếng cười hắn liền quay lại nghe ngóng. "Ha ha ha, cô đúng là thú vị thật." Mạc Phàm lúc này đang cầm tay một em gái nói: "Tôi thật sự biết xem bói đấy, để tôi giúp cô xem bói tay nhé." Triệu Mãn Duyên cũng hết sức cạn lời. Đi được một lúc, Vani hỏi Hải Đế: "Các người đi Kaijo làm cái gì? Du lịch sao?" Hải đế trả lời. Ừm, cũng xem là vậy. Lúc này, tên Ferrero chen mùng vào. Các người phải cẩn thận đấy, bây giờ Kaizo không thái bình đâu. Thường xuyên sẽ có một vài vong linh từ trong sa mạc chui ra. May mà các người gặp được đội của chúng tôi. Ít nhất cũng đảm bảo an toàn. Một em gái nói. Ferrero, nghe nói Provence các người có biển hoa lớn nhất thế giới. Sau khi tốt nghiệp, có phải sẽ được đến nhà cậu làm khách không? Ferrero đáp lại. Đương nhiên là được, gia tộc của tôi đều sản xuất nhiều hoa hồng vàng có cơ hội sẽ đưa mọi người đến. Em gái kia thích chí reo lên. Thật sao, tốt quá. Ferrero sờ vào trong túi rồi nói. Ừm, đúng rồi đây là kỳ hoa lộ mà tôi đưa từ nhà đến. Là dùng hoa hồng vàng để lấy. Chỉ cần một giọt thì có thể khiến toàn thân giữ được mùi thơm của hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng là một loại hoa thân thiện rất nhiều yêu ma đều không nỡ dẫm lên. Vì thế ở một mức độ nhất định còn có thể tránh khỏi tập kích của yêu ma. Nói rồi ném cho em gái này một bình nước hoa. Em gái này xịt nước hoa lên người. Sau đó, mùi thơm tỏa ra thế là thích chí gieo lên thần kỳ thật mấy em gái kia mỗi người nhận được một bình sau đó thi nhau mà xịt lên người rồi các em gái vui vẻ nói cảm ơn cậu tên fororo thản nhiên nói chuyện nhỏ nhìn mấy em gái bao quanh fororo triệu mãn duyên có chút bất mãn hắn liền gọi thằng bạn mạc phàm fororo kia nhìn có vẻ giống như con cháu của thế tộc tài nguyên cũng không ít hay là tìm cơ hội thử thực lực của hắn mục bạch bên này khuyên can hai người các ngươi đừng làm loạn tôi thấy thực lực của họ cũng không kém đâu hơn nữa còn đi theo cô thực tập triệu mãn duyên chắn nản nói mục bạch con người cậu đúng là nhát gan thật mục bạch đáp lại tôi chỉ là không thích gây ra thị phi thôi đột nhiên có người hét lên các người nhìn phía trước kia nghe xong cả ba thằng tàu khựa giật mình quay lại chỉ thấy phía trước có một đám khói đen dày đặc cản đường một tên lên tiếng e rằng chúng ta phải quay lại đường cũ rồi ở dưới lớp mây chính là khu vực chiến đấu xem ra ảnh hưởng rất lớn đến phạm vi Mấy người khác phản ứng. Quay lại đường cũ, đùa sao? Lẽ nào ông không thể đưa chúng tôi đi vòng khu vực chiến đấu đi vào Cairo sao? Tên dâu ria kia nói. Tôi phải suy nghĩ đến an toàn của các người. Từ phạm vi của lớp mây mà thấy. Tuyến đường đi vào Cairo e rằng đều là rắn và bọ cạp dày đặc. Quay lại đường cũ là thỏa đáng nhất. Đột nhiên, một tên thương nhân dơ ba ngón tay lên nói. Tôi ra giá gấp ba. Tên dẫn đoàn trả lời. Có thể không hiểu ý của tôi rồi. Phía trước vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Vani đưa bốn ngón tay lên nói. Học phủ châu Âu của chúng tôi ra giá gấp bốn lần. Nghe xong, tên dẫn đoàn trở nên do dự. Cái này, cái này. Vani nói thêm. Không cần phải do dự nữa. Lẽ nào ông còn nghi ngờ thực lực của học phủ châu Âu chúng tôi sao? Chỉ cần có chúng tôi ở đây, thì nhất định sẽ bảo vệ được những người đi cùng. Tên dẫn đoàn nghe xong cũng tán thành. Được, nếu như các người đã nói như vậy. Thế thì tôi yên tâm rồi. Sau đó, đoàn người tiếp tục đi. Đội hình rất nhanh đã tiếp cận được với đám khói đen lạc đà lúc này đã đi chậm lại fororo đề nghị chúng ta chi bằng đi bộ đi bây giờ tốc độ của lạc đà càng lúc càng chậm thế nhưng tên dẫn đoàn nhắc nhở tuyệt đối không được xuống khỏi con lạc đà kia hạt yêu có thể thông qua sóng của lớp cát phân biệt ra con người hay là yêu thú đi lại trên đất các hạt thú không có hứng thú đối với lạc đà nhưng nếu như là người thì khác mọi người nhất định phải đi theo tôi giả sử gặp một vài yêu quái trước khi bọn nó vẫn chưa tập kích chúng ta không được chủ động ra tay cẩn thận một chút phía trước chính là núi rắn tuyệt đối không được làm kinh động đến bọn nó bên cạnh tuyến đường của đoàn người di chuyển là một ngọn núi to đen thui lúc nhúc toàn rắn là rắn mạc phàm liền hỏi núi rắn là cái gì tên dẫn đường trả lời ý trên mặt chữ chính là núi do rắn tạo thành bởi vì xà yêu là quần cư bọn nó thích bám lấy nhau nếu nhìn xa thì giống như một ngọn núi mạc phàm kinh ngạc hét lên khoa trương như vậy sao tên dẫn đường nói tiếp trên đường đi ta đưa các ngươi đi hướng ngược gió chính là muốn tránh xa yêu người thấy mùi của chúng ta. Mục Bạch lúc này ngạc nhiên hỏi: kỳ lạ, sao ta cảm thấy bên núi kia đang nhúc nhích? Tên dẫn đoàn trả lời: rất bình thường, dù sao bọn nó cũng là yêu mà. núi thật sự vẫn còn có khác biệt. Mục Bạch chỉ vào ngọn núi rồi nói: không phải, ý của tôi là hình như bọn nó đang tản ra. Nghe xong, tên dẫn đoàn giật mình hỏi lại: cái gì? Sau đó, thấy núi rắn đang di chuyển đến phía mình, tên dẫn đoàn ôm đầu than thở: toang rồi, bọn nó phát hiện chúng ta rồi. đây sao có thể chứ chúng ta rõ ràng là đi hướng ngược gió rồi mà sau đó lão ta đột nhiên phát hiện ra tôi biết rồi đều là tại ngươi nói rồi chỉ vào tên công tử bên cạnh fororo liền hỏi liên quan gì đến ta tên dẫn đoàn trả lời là hương thơm cho bọn họ dùng rắn vô cùng mẫn cảm với mùi này nghe xong các em gái liền giật hết cả này cái gì vậy bây giờ chúng ta phải làm sao tên dẫn đoàn trả lời mọi người nhanh rời khỏi đây nhưng cho dù thế nào đi nữa đừng xuống khỏi lạc đà. Mấy đứa khác sợ xanh mặt la lên. Tốc độ của bọn lạc đà này chậm như vậy, không phải là chờ chết sao? Đột nhiên, một học viên tên Chất phát biểu. Tôi có một cách. Thế là hắn triệu hồi ra thú cưng nhà mình. Thiết giáp thú. Sau đó, Chất quay sang hỏi tên công tử. Hương thơm đó của anh còn không? Tên kia trả lời, "Ừ, vẫn còn." Chất liền nói, "Đưa hết cho tôi." Ferroro tức giận hỏi, "Cái gì? Tại sao tôi phải nghe theo cậu?" thế nhưng vani đã nói đưa đồ cho hắn nghe xong tên fororo ném cho chất một cái lọ nước hoa rồi nói cầm đi chất liền gọi con thiết giáp thú đi đến gần sau đó hắn vút vuốt lên sừng con này rồi nói xin lỗi người anh em tiếp đó chất đổ nước hoa lên một cái bình và bôi lên khắp người của thiết giáp thú xong xuôi chất nói với nó đi đi thiết giáp thú lập tức chạy biến đi trên mặt chất đầy vẻ lo lắng bọn rắn cũng đã bị mùi hương trên người thiết giáp thú thu hút thế là cả bầy rắn đuổi theo con thiết giáp thú này một lão già lên tiếng than thở may mà có chất mạc phàm nhắc nhở mọi người không nên vui mừng quá sớm chất tán tành đúng vậy dù sao thì rắn cũng không thích thiết giáp thú rất nhanh bọn nó cũng sẽ đuổi theo lại thôi tên dân đoàn lai nói nhanh lên chúng ta có lẽ sẽ kịp vào thành một em gái dùng ma pháp hệ thổ rồi nói tôi đến ngừng cố cát như vậy thì lạc đã có thể đi nhanh hơn một chút rồi một em gái khác cũng nói tôi cũng đến giúp đỡ thế là chân của lạc đà được tiếp thêm sức mạnh tên dẫn đoàn lên tiếng mọi người tranh thủ thời gian còn những người nào giúp đỡ cũng lên luôn đi thế là cả đoàn không dám lơ là tiếp tục chạy về phía trước được một lúc tên dẫn đoàn thông báo cửa thành đang ở phía trước lúc này triệu mãn duyên hét lên không hay đám rắn thật sự đuổi đến rồi mục bạch than thở không ngờ động tác của bọn nó lại nhanh như vậy bên này đám rắn đang lúc nhúc bỏ tới một em gái nhắc nhở mọi người địa thế chân không chế tốt lạc đà có người đã la hét ầm ĩ tí nữa thì rớt xuống đất em gái kia nhắc nhở cẩn thận phía sau thấy bọn rắn lao tới hải đế dùng ma pháp không gian thời trệ mấy con rắn sông đến tạm thời bị đứng hình tên học viên kia la lên nhanh đi thôi lúc này vani nhìn sang nói với hải đế hệ không gian sao hải đế nhắc nhở nhanh đi thôi thế rồi cả đám tăng tốc bỏ đi rất nhanh đã đến được một cái cổng thành sau khi đến nơi tên dẫn đoàn thở dài được cứu rồi còn một lão già thì than thở. Chết tiệt, vật tư của tôi. Một em gái nhắc nhở. Ông còn nhớ đến những thứ đó làm gì? Có thể sống sót đã là không tồi rồi. Bên này, Mạc Phàm nhìn ra đám rắn kia. Hắn thấy chất có vẻ không vui. Đột nhiên, tên này phát hiện ra trong đám khói bụi có cái gì đó. Hắn hét lên. Thiết giáp thú. Lúc này, thiết giáp thú đã chạy lại, trên người nó có còn một đống rắn độc. Chất la lên, chết tiệt, khốn nạn, ta phải giết sạch các người thế nhưng có một thân ảnh đã vọt lên làm cho chất giật mình hóa ra là mặc phàm cản đường hắn và nói đừng kích động anh qua đó thế này sẽ chết đấy chất tức xì khói nói với mặc phàm tôi đã dẫn các người đến nơi an toàn rồi tiếp theo đây tôi làm thế nào không cần các người quản cút ra thế nhưng mặc phàm chừng mắt nhìn chất sau đó hắn bị nhiệm khống ném ra ngoài chất ngã cắm đầu xuống đất tên này bò dậy chửi bới mặc phàm tên tên gia hỏa này thế nhưng mặc phàm đã nói với chất khiến hắn giật mình tôi đi cứu nó bên này đám xà nữ yêu đã xuất hiện há cái mồm ra kêu khè khè thấy mặc phàm xông đến trước bầy yêu quái chắt liền hô lên đợi đợi một chút mặc phàm nhảy lên cao đánh ra một chiêu lôi giới lập tức lôi điện màu tím đen cứ thế bổ xuống đầu bọn xà nữ yêu ầm 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 lôi điện cuồn cuộn đánh tới đánh đến đâu thân hình bọn xà nữ yêu đều bị đánh cho tan nát mấy con còn sống cũng bị giật cho tế tái sau đó lôi điện tiếp tục đánh lên người bọn này con nào không chịu nổi lập tức bị đánh cho nát xác mặc phàm đi đến đâu đồ sát đến đấy đám xà yêu điên cuồng bao vây hắn lại mặc phàm đánh ra tiếp một chiêu của bạo quân hoang lôi ầm 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 lôi điện tím đen không ngừng phóng ra triệu mãn duyên khen ngợi châu bò hải đế từ đằng xa bay đến cô ta dùng ma pháp không gian để tạo ra một đôi cánh hải đế hét lên để tôi giúp anh thế rồi mấy con xà nữ yêu cũng bị ma pháp không gian nhốt lại nghiền ép cho bẹp xác bên này lôi điện tiếp tục đánh ra ầm 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 không biết bao nhiêu xà yêu bị nện chết đột nhiên có một con xà yêu to tổ bố xuất hiện. Mạc Phàm giật mình hỏi: "Cấp thống lĩnh, con này bạn cái mang của mình ra khè khè." Mạc Phàm tạm thời bị đứng hình. Hắn bị chấn nhiếp tinh thần, "Hự, ừ, Hải Đế nhắc nhở, đừng nhìn vào lớp màng ảo giác của nó." Mạc Phàm tức giận quát lên: "Chết tiệt, cứ phải cho ngươi nếm mùi mới biết tay hả?" Sau đó, nói với Hải Đế: "Đám tiểu yêu xà này giao cho cô nhé." Thế nhưng Hải Đế nói: "Vẫn là để tôi đối phó với nó đi." Anh đi cứu thiết giáp thú, Mạc Phàm trả lời. Được được được, nhường cho cô. Mạc Phàm sử dụng ma pháp không gian, ý niệm, thuấn tức di động. Thế là Mạc Phàm biến mất. Rất nhanh một cái vòng xoáy không gian đã xuất hiện bên cạnh con thiết giáp thú đang sợ hãi. Mạc Phàm đứng ngay bên cạnh nó. Đột nhiên, Mạc Phàm hét lên. Ôi giời ơi. Đột nhiên, một con xà yêu to tổ bố đã há cái miệng ra sông đến. Thiết giáp thú sợ chạy té đái. Mạc Phàm dùng một chiêu ma pháp ám ảnh hệ, ảnh điều, thân hình hắn lập tức bay vọt lên mặc phàm chạy bán sống bán chết đồng thời hét lên hải đế cứu tôi tôi đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa thế là ma pháp không gian hệ được đánh ra con mãng xà bên này đã bị đập đầu vào kết giới không gian ầm một tiếng con này đần mặt ra hải đế hét lên cấp bậc đại thống lĩnh thế là cô ta thi triển ra tường không gian con xà yêu kia vẫn cứ hung hăng lao về phía mặc phàm kết quả là bị đập đầu vào tường không gian ầm một tiếng con này ngu người mất mấy giây tận dụng thời cơ, hải đế tiếp tục đánh ra một chiêu giam cầm, lập tức con xà yêu cấp đại thống lĩnh đã bị đóng hộp. con này cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, hải đế lại sử dụng ma pháp không ra ý niệm, hàng loạt mũi tên bằng không gian được nén lại thành hình. hải đế quát lớn một tiếng, vạn tiễn xuyên tâm, lập tức hàng loạt mũi tên không gian lao đến, phập phập phập, tiếng cơ thể bị xuyên thủng vang lên. con xà yêu kết quả là bị nhốt lại rồi bị xuyên cho thủng lỗ chỗ, máu của nó chảy ra lên láng như suối trên mặt cát. thế nhưng đột nhiên hai con mắt của con xà yêu này sáng lên hải đế sợ xanh hết cả mặt sau đó con xà yêu uốn mình vặn vẹo mấy vòng tường không gian của hải đế bị phá tan hải đế hết sức bàng hoàng đúng lúc này có một cái đầu rắn khổng lồ từ trong cát lao ra hải đế sử dụng thuấn tức di động lập tức tránh thoát trong găng tấc thấy con mồi đột nhiên biến ra xa con rắn cũng hoảng hết cả hồn hải đế đánh ra một chiêu âm nhiễu từ trên trời một vòng sáng xuất hiện sau đó cây đàn đã ở trên tay của hải đế có ta gầy đàn một cách vội vàng lập tức những nốt nhạc phóng ra. Đột nhiên, có chấn động dưới chân truyền đến. Hải Đế kinh ngạc la lên, cái gì? Lúc này, có một cái đầu rắn khổng lồ từ dưới cát chui lên. Triệu Mãn Duyên hét lên. Toang rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhanh đi giúp đỡ. Mục Bạch lo lắng hỏi. Bây giờ còn kịp sao? Hình như cô ta bị ăn rồi. Triệu Mãn Duyên tối sầm mặt lại nói. Không kịp cũng phải lấy nguyên sắc về. Nếu không lăng về sẽ lột ra chúng ta. Thế rồi cả hai thằng cùng nhau chạy về phía Hải Đế lúc này một em giá tóc xanh lắp bắp nói cô ta thế nhưng tên vani đã nhắc nhở đừng qua đó qua đó cũng sẽ chết cô gái kia không cứu được nữa bên này triệu mãn duyên với mục bạch đang vất vả mở đường đáng ghét đến khi đến nơi hai thằng đần mặt ra nhìn triệu mãn duyên liền hỏi chờ đã đó không phải là hải đế sao cô ta không sao chỉ thấy mạc phàm đang ôm hải đế bay đi hải đế la lên cậu thả tôi ra tôi có thể tự đi mạc phàm la lên cô cẩn thận một chút có được không cẩn thận cái mạng nhỏ của cô đi hải đế ngạc nhiên hỏi sao cậu biết ở phía dưới của tôi có một con rắn mẹ lớn mạc phàm trả lời kinh nghiệm xung quanh chúng ta đều là rắn chỉ có chỗ mà cô rơi xuống thì không có có lẽ là giấu một tên khổng lồ ôm cây đợi thỏ mục bạch bên này ngạc nhiên hỏi sao tôi cảm thấy bọn họ còn rảnh rỗi liếc mắt đưa tình vậy triệu mãn duyên tức điên lên nói định mệnh lần này chúng ta bị chơi rồi cô ta cố ý để chúng ta thu hút hỏa lực sao mục bạch than thở tôi nói Hình như chúng ta bị bao vây rồi. Mục Bạch bên này đánh ra một chiêu. Băng man, che phủ. Lập tức mặt đất đã bị đóng băng lại. Mấy con độc xà gần đó cũng bị đóng băng nốt. Mạc Phàm nói với Hải Đế, tôi đến dụ con rắn mẹ Ân Hồng này. Cô đem theo thiết giáp thú đi bên chỗ của lão Triệu. Bọn họ sẽ mở đường cho cô. Hải Đế tán thành. Được, cậu cẩn thận một chút. Sau đó chạy biến đi, còn Mạc Phàm thì gọi con rắn kia. Này, tên xấu xí. Ta ở đây này, nhìn ta. Thế là con rắn đột nhiên vâng lời Mạc Phàm. Thế là nó chừng chừng mà nhìn Mạc Phàm. Lập tức, vô số tàn ảnh của con rắn xuất hiện trước mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm giật mình la lên: "Đờ mờ, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy?" Mạc Phàm cắm đầu cắn cổ chạy chối chết. Đám rắn điên cuồng mà đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa chạy vừa la hét ầm ĩ: "Ta đâu có xịt nước hoa đâu, chết tiệt." Hắn vừa chạy vừa né mấy con mãng xà to tổ bố. Chúng nó điên cuồng đuổi theo. Mạc Phàm hét lên: "Không cắt đuôi được!" Mạc Phàm vừa chạy vừa nghĩ, phải làm ra một phân thân ma ảnh trước, xem thử có lừa được một vài con rắn hay không. Thế là hắn sử dụng vật chất ám ảnh thu được của tí tượng, phản nghịch ma ảnh. Con kia giống hệt Mạc Phàm chạy đi. Mạc Phàm thầm nghĩ, mặc dù không giống với con rối, nhưng những yêu ma này hình như chỉ nhắm vào mấy thứ di chuyển nhanh mà thôi. Nếu như để ma ảnh phản nghịch này nhiễm vào khí tức của mình, thế là nhân lúc rẽ qua một chỗ vách đá, Mạc Phàm né qua một bên rồi điều khiển cho cái ma ảnh chạy đi chỗ khác, đi đi, đàn rắn hùng hổ đuổi theo. Mạc Phàm thầm nghĩ, quả nhiên, xem ra mấy con rắn yêu này còn khá mẫn cảm với hơi thở. Thế rồi một đống rắn to lớn cứ thế vây quanh bóng của Mạc Phàm. Chúng nó hà mồm ra cắn vào cái ma ảnh kia. Nhưng rất nhanh, con rắn đã ăn phải một mồm đầy cát. Con này ngơ hết cả người ra. Sau đó nó trở nên tức giận. Tiếp đó, lại quay về chỗ Mạc Phàm đang núp. Mạc Phàm giật bắn hết cả mình lên. Nhanh như vậy đã phát hiện rồi. Nếu như còn dám đến đây thế thì đi chết đi cho ta. Nói rồi Mạc Phàm chơi khô máu với bọn này luôn hắn đánh ra một chiêu liệt diệm dao long một con hảo dao từ dưới đất sánh lên nó kéo theo cả con rắn to lớn kia bay lên trời sau đó nuốt chọn con rắn lớn vào trong cuối cùng là nổ bùng một phát mấy con rắn khác thấy thế chúng nó lập tức bao vây mạc phàm mạc phàm hừ lạnh hừ sau đó mạc phàm biến mất mấy con rắn đần mặt ra nhìn nhau rồi chúng nó trở nên điên cuồng mạc phàm đột ngột xuất hiện rồi đánh ra một chiêu hỏa diệm ma đàm ngọn lửa cứ thế bùng lên bao vây mấy con rắn lớn lại thế nhưng bọn rắn này không ngừng lắc lư thân mình mạc phàm đần mặt ra nghĩ ngọn lửa dần dần bị dập rồi bên này triệu mãn duyên hét lên mạc phàm nhanh rút lui mạc phàm nhìn thấy hai thằng bạn lập tức reo lên bọn họ đến rồi thấy con rắn lớn bên kia đang há mồm ra khè khè mạc phàm hétln này tiếp ứng một chút đi mục bạch nhảy lên một tảng đá cao rồi nói tới đây thế là hắn vung tay đánh ra một chiêu bạo băng trần từ trên trời vô số tảng băng lớn rơi xuống ảo ảo. Đám rắn bị số tảng băng này đè cho quần quại quấn quéo hết cả. Mạc Phàm thầm nghĩ, thực lực của Lục Trà Nam cũng thăng cấp lên nhiều như vậy sao? Xem ra mấy năm nay hắn cũng đã trải qua quá nhiều sóng gió rồi. Mạc Phàm hét lên, "Trà xanh, nhanh giết đi." Nghe xong, Mục Bạch tức giận quanh đi. Mạc Phàm lại gào lên, "Mục Bạch, được chưa? Nhanh qua đây cứu mạng đi, giúp đỡ đem con rắn kia làm đông lại. Tên đó có thể phá vỡ cái bóng của tôi." Mục Bạch tức giận hừ lạnh, hừ muốn nhờ người cứu mà cái miệng còn đê tiện như vậy mạc phàm cung kính nói là miệng của tôi đê tiện cậu đại nhân không trách tiểu nhân nhanh qua cứu đi nghe xong mục bạch cũng cả thấy mát ruột hắn liền chơi một cái chiêu băng hệ cao dài băng phong linh cữu một tảng băng to tổ bố từ trên trời đánh xuống lập tức con rắn đã bị đè cho cứng ngắc mạc phàm giơ ngón tay cái lên tán thưởng làm tuyệt lắm mục bạch hét lên đừng lề mề nữa nhanh đi thôi sức mạnh của tên đó còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng thế là mặc phàm nhanh chóng chạy đi mục bạch cũng đuổi theo trên đường bốn đứa chạy trốn mặc phàm hét lên lão triệu cậu cũng chuẩn bị tốt tôi đoán lúc này con rắn lớn đã thoát ra khỏi băng phong linh cứu nó điên cuồng lao về phía mấy người mặc phàm nhắc nhở lão triệu bảo vệ triệu mãn duyên thi triển liền một lúc ba cái chiêu bảo vệ bá hạ ấn quang lạc mạn trượng quang lân khải thế rồi trên người mặc phàm đã xuất hiện một bộ áo giáp mặc phàm la lên cậu không có chiêu gì khác sao bảo hộ như vậy không phải cũng bị nuốt à? Bên này, con rắn kia đã đuổi sát nút. Mạc Phàm than thở, bị đuổi kịp rồi. Mạc Phàm thi triển ra thuấn tức di động. Cái đầu rắn khổng lồ đã há ra. Hải Đế đánh ra ma pháp hệ không gian, ý niệm trùng bảo. Một cái không gian đã nhét vào mùng con rắn. Sau đó, không chế nó từ đầu đến đít. Triệu Mãn Duyên đưa tay tán thưởng, đỉnh, sau đó, cả bọn cắm cổ mà chạy. Được một lúc, con rắn đã dừng lại. Nó kêu gầm gào. Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao nó không đuổi theo nữa? Nhưng mà con rắn đã dùng ánh mắt xanh lè nhìn bọn này. Mạc Phàm la lên. Đây là, đừng dừng lại. Sau đó, cả bọn cũng trở về được cái thành bỏ hoang. Triệu mãn duyên than thở. Lại nhặt được cái mạng rồi. Lúc này, tên dẫn đoàn la lên. Các người gây ra chuyện lớn rồi. Triệu mãn duyên hỏi lại. Các rắn yêu không phải không đuổi theo sao? Tên dẫn đoàn nhắc nhở. Các người đã trúng phục phù chi đồng rồi. Đó là năng lực đáng sợ của xà yêu. Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Phục thủ chi đồng, Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Một con rắn cái thôi mà, không cần căng thẳng đến mức như vậy đâu chứ. Tên dẫn đoàn trả lời. Không không, cậu vẫn chưa bao giờ sống ở đây. Có lẽ là không có khái niệm này. Mấy nghìn năm nay, ở trong vùng đất này người dính phục thủ chi đồng, không còn ai sống sót. Nghe xong, cả bốn đứa đều đã đứng hình, mặt tái như đít nhái. Chất lên tiếng nói. Rất cảm ơn mọi người đã cứu thiết giáp thú của tôi. Nhưng liên quan đến phục thù chi đồng, các ngươi tuyệt đối không được lơ là. Tôi có một trưởng bối có kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú, đã từng không may mắn bị chúng phải phục thù chi đồng trong một lần giải luyện. Còn tưởng với thực lực của anh ta có thể thoát được một kiếp. Cho đến sáng hôm sau, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời không thể quên được. Triệu Mã Duyên ngạc nhiên hỏi, anh ta chết rồi? Chất xác nhận. Ừm, hơn nữa chết vô cùng thê thảm. Mạc Phàm lại hỏi, theo như ông ta nói, không phải anh ta đã quay về thành phố sao sao còn bị công kích? Chất thở dài trả lời, hai đây cũng chính là nơi mà tôi thấy khó hiểu nhất lúc đó chúng tôi ở trung tâm thành phố ở gần đó còn có vài thợ săn pháp sư năng lực cao cường triệu mãn duyên ôm đầu than thở tình huống như vậy cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử dưới giường sao cái này có chút dọa người bên này vani lên tiếng mấy vị chúng ta còn có chuyện khác phải làm cáo từ trước em gái tóc xanh thấy thế liền hỏi thầy chúng ta cứ thế mà đi sao chuyện lần này nói thế nào cũng là vì chúng ta mà ra vani trả lời rất đáng tiếc Đối với lời nguyền, chúng ta cũng không giúp được gì. Thế rồi em gái tóc xanh này quay sang Mạc Phàm rồi nói, "Xin lỗi." Mạc Phàm đáp lại, "Không cần nói xin lỗi. Có duyên thì gặp lại." Lúc này, chất lên tiếng, "Tôi sẽ đi cùng với họ. Cho dù là lời nguyền gì cũng sẽ có thời hạn. Chỉ cần có thể trải qua thời kỳ an toàn." Mạc Phàm đáp lại, "Không cần phiền phức như vậy. Nếu như xà tộc tìm đến tận nơi thì cứ để bọn nó đến. Gần đây tôi đang muốn giết vài yêu ma để luyện tay." Mạc Phàm thầm nghĩ, tốt nhất là phải nhân cơ hội thu một vài tinh phách tàn hồn chất đề nghị hay là để tôi đi với các người ít nhất có thể có tác dụng cảnh giác nếu như các người an toàn trải qua tuần này tôi sẽ rời đi mục bạch đề nghị mạc phàm thêm một người hiểu về lời nguyền lỡ như xảy ra chuyện gì cũng ứng phó kịp mạc phàm tán thành thế thì được đúng lúc có thể tìm hiểu chút tình hình của kaizo thế rồi nhóm của mạc phàm có thêm một thành viên nữa sau đó cả năm đứa đi vào thành phố triệu mãn duyên đề nghị tôi thấy chúng ta nên đi về hướng trung tâm thành phố. Triệu Mãn Duyên thấy một tòa nhà cao. Hắn liền chỉ tay lên và nói. Ở chỗ này đi. Ở đây cách khu chiến đấu mấy chục km. Mấy con rắn kia cũng không thể leo lên phòng để hành hung đúng không? Mạc Phàm giễu cợt hỏi. Cậu sợ sao? Triệu Mãn Duyên trả lời. Không sợ, tôi chỉ là cảm thấy khách sạn này rất khí thế. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa trải qua cảm giác sung sướng như vậy. Thế rồi năm đứa kéo vào khách sạn. Triệu Mãn Duyên đặt tấm thẻ vàng chóe của mình lên quầy lễ tân rồi nói cho tôi phòng lớn nhất ai ở cùng tôi nào chất lên tiếng tôi có một tiểu huynh đệ ở gần đây tôi gọi cậu ta đến ở cùng mục bạch nói với triệu mãn duyên thế thì tôi ở cùng một phòng với cậu mặc phàm chỉ mặt mình ngơ ngác hỏi thế còn tôi thì sao triệu mãn duyên trả lời an toàn là trên hết cậu ở cùng phòng với hải đế đi lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có thể chăm sóc cô ấy một chút hải đế ngượng ngùng nói không cần đâu tôi không sợ triệu mãn duyên lại nói sài yêu cô không sợ cô còn sợ mặc phàm sao ha ha hơn nữa mặc phàm cũng không phải là chưa nhìn qua yên tâm phòng có giường đơn mà hải đế tức giận hỏi cậu nói cái gì thấy hải đế nổi đó lên triệu mãn duyên xin sỏ. tôi sai rồi mặc phàm nhìn ra bầu trời đêm hắn tặc lưỡi chực chực cảnh đêm này so với ma đô còn kém một chút trong lòng thầm nghĩ cuối cùng hải đế không phải cùng một phòng với mình sao thế là hắn vừa ăn trái cây vừa nói nhưng mà hải đế cô là người ở đâu vậy Mạc Phàm hỏi lại Hải Đế, không thấy trả lời, Mạc Phàm hét to lên, Hải Đế, chết tiệt, phục thù chi đồng đến nhanh như vậy sao? Thế là hắn xông vào trong nhà tắm. Hải Đế tức giận hét lên, anh còn dám tiến lên phía trước một bước thì tôi không khách khí nữa đâu. Mạc Phàm than thở, a, à, cô dọa dạ tôi hết hồn, còn tưởng cô bị đám rắn trả thù nữa. Hải để lại quát, anh còn không đi sao? Mạc Phàm trả lời, đi liền đây. Thế là hắn chán nản ngồi lên giường, nhân lúc không có việc gì làm, chi bằng minh tu một chút vậy. Mạc Phàm đang phiêu du trong thế giới tinh thần. Đột nhiên, có hai con mắt rắn sáng rực lên. Mạc Phàm giật mình la lên. "Ối, định mệnh, y ra, Mạc Phàm giật bắn mình bay lùi lại. Hắn thầm nghĩ, mắt rắn chết tiệt. Hít thở sâu. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt, mắt rắn sẽ xuất hiện. Căn bản không thể minh tu. Xem ra bản thân thật sự đã xem thường phục thủ chi đồng rồi. Lúc này, Hải Đế đã quấn tạm cái áo tắm lên người. Cô ta tạo ra cái kết giới không gian. Để phòng thằng kia đêm hôm nó có mò qua, mạc phàm ôm đầu than thở á à, vẫn không nên nói với hải đế hải đế đi vào trong phòng đóng cửa cái rầm mạc phàm cầm chai rượu lên tu đột nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên mạc phàm giật mình phun hết rượu ra sau đó hắn hỏi hải đế cô cũng nhìn thấy mắt rắn rồi sao hải đế tức giận bước ra ngoài khốn kiếp sao anh lại không nói với tôi mạc phàm trả lời tôi qua nói với cô cô lại nói tôi là cầm thú thế rồi hai đứa ngồi xuống bàn hải đế thấy mấy chai rượu trên bàn thế là cô ta rót cho mình một ly rượu vang thấy mạc phàm cầm chai rượu tu ừng ực hải đế giật mình hét lên anh không biết dùng ly sao mạc phàm trả lời trước đây tôi đều uống như thế còn tưởng là cô căn bản không để ý nữa hải đế cũng cạn lời cái tên này mạc phàm đáp lại bớt giận vẫn nên nghĩ xem tối nay sẽ trải qua như thế nào hải đế nhắc nhở anh không đi nhắc nhở mục bạch và triệu mãn duyên một chút sao mạc phàm trả lời đừng lo lắng cho họ bọn họ không thể tu luyện vào lúc này được hải đế tức giận nói anh đúng là không quan tâm đến an nguy của bạn mình thế thì để tôi đi nói với họ mạc phàm trả lời tôi khuyên cô đừng đi thì hơn sau đó hải đế gõ cửa phòng hai thằng kia một cô gái ăn mặc thiếu thốn bước ra rồi hỏi hải đế cô cùng đến chơi sao vào đi nghe xong hải đế giật mình hoảng hốt sau đó xấu hổ mà chạy biến vào phòng về đến nơi mạc phàm cười nham nhở còn hải đế muốn tức lộn ruột cô ta quát lên tại sao anh lại không nói mạc phàm giải thích Vừa nãy tôi nói với cô thì cô chạy ra ngoài rồi. Lúc này, có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Tôi thấy cô ta đi vào căn phòng đó. Hải đế ngạc nhiên hỏi. Giọng nói này là Ferraro. Thằng công tử đứng ngoài nói lớn. Các người mở cửa ra cho tôi. Mạc Phàm mở cửa ra. Ferraro giật mình hỏi. Sao lại là ngươi? Mạc Phàm hỏi lại. Sao không thể là ta chứ? Ferraro nói. Đáng ghét, đều tại các người. Tại sao lại đi chọc con rắn cái kia chứ? Hải đế liền hỏi. Ngươi có ý gì? Fororo gào lên. Rõ ràng là chuyện do các ngươi gây ra, hại chúng ta bị chúng lời nguyền. Hải đế giật mình hỏi. Các người cũng chúng phục thù chi đồng sao? Em gái tóc xanh xác nhận. Ừm, Fororo gào lên. Các ngươi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Triệu mãn duyên bước đến rồi nói. Tôi đến rồi, chịu trách nhiệm cái gì? Nếu như không phải vì ngươi, núi rắn căn bản không đuổi theo chúng ta. Ferio giận tím mặt quát, ngươi, Vani hét lớn. Được rồi, lúc này đừng cãi nhau vì chuyện này nữa. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách thôi thế là cả bọn ngồi lại với nhau chất lên tiếng không ngờ chúng ta đều là công chúa bị chúng lời nguyền mạc phàm lên tiếng cậu quen thuộc nhất với nơi này cũng hiểu biết một chút về tình hình của xà tộc hãy nói những gì mà cậu biết đi xem thử chúng tôi có thể tìm được cách giải lời nguyền hay không chất trả lời thật ra tôi cũng không biết nhiều đâu tất cả rắn mẹ của ai cập là rắn cái medusa tương truyền cô ta là một pháp sư lời nguyền khoảng thời gian lâu trước đây mọi người không hề biết cái được gọi là lời nguyền đều cho rằng pháp sư lời nguyền sẽ đem lại xui xẻo cho con người sau đó mọi người đem cô ta hiến tế cho xà vương be măng ai biết được xà vương be măng không giết chết medusa hơn nữa còn giao hợp với cô ta sinh ra người rắn còn mạnh hơn rắn yêu của ai cập và sở hữu ma pháp tộc người rắn xem rắn cái medusa là thủ lĩnh xà vương be măng ngược lại là người hầu medusa cực kỳ thù hận nhân loại loại thù hận này phối hợp với ma pháp lời nguyền cổ lão của cô ta khiến cho cô ta luyện được đôi mắt đáng sợ nhất trên thế giới này cũng chính là sức mạnh tâm linh lớn nhất bây giờ gần như tất cả rắn cái cấp cao đều kế thừa sức mạnh phục thủ của medusa một khi bị thác ấn lên ánh mắt thù hận này cho dù giết chết con rắn lớn cũng không làm được gì ferrero gào lên cậu nói cái gì giết chết rắn cái lớn cũng không thể nào giải được lời nguyền mặc phàm thăm nghĩ. mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi chad nói thêm cách duy nhất có thể chính là giết chết rắn cái medusa nhưng mà đối với chúng ta mà nói cơ bản là không thể hoàn thành được mặc phàm thầm nghĩ rắn cái Medusa có lẽ còn mạnh hơn xà quân của Medusa rất nhiều. Trước đây ở quân đoàn Hồ Phu không hề nhìn thấy rắn cái Medusa. Lẽ nào thế lực của nó có thể chống lại Hồ Phu? Vani liền hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lẽ nào thật sự chỉ chờ chết thôi ư? Chát xua tay nói. Mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ. Nói không chừng sẽ nghĩ ra được đối sách gì đó. Thế rồi cả bọn cùng nhau bàn bạc. Một lúc sau, nhân viên phục vụ đưa nước đến và nói. Mấy vị khách quý hãy uống nước trước đã, mời, Vani cầm cái ly nước lên đột nhiên trong ly nước xuất hiện một con rắn vani hết ầm lên rồi ném ly nước đi mấy người kia đứng hình triệu mãn duyên ngạc nhiên hỏi đâu có gì đâu ông gào cái gì vani bưng mặt kêu lên tôi rõ ràng đã nhìn thấy có lẽ là tôi đã hoa mắt rồi xin lỗi mặc phàm phán đoán có lẽ là do lời nguyền chỉ cần thần kinh của chúng ta có chút buông lỏng thì sẽ lập tức sản sinh ra một vài ảo giác vani sợ tím mặt nói không được chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy được Ferroro gào lên. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì đem cứu binh đi diệt Medusa đi. Triệu mã duyên liền nói. Nói như vậy tôi thật sự còn có một người có thể hỏi được. Thế là hắn bốc điện thoại lên gọi điện. Rất nhanh, một đoàn xe công vụ đã đi đến khách sạn. Triệu mã duyên vui vẻ reo lên, đến rồi, tướng quân Fener bước vào hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Phàm vui vẻ nói. Không ngờ tướng quân Fener còn đích thân đến đây. Fener liền hỏi. Trước đây không phải cậu đã nói lần này đến vì giải quyết chuyện của vong linh sao? Sao lại chọc đến bầy rắn rồi? Mạc Phàm kể khổ. Hai, cái này nói ra dài dòng. Chúng tôi cũng không biết rắn yêu lại cẩn thận như vậy. Fenner nhìn bọn bên cạnh rồi hỏi. Bọn họ thì sao, cũng bị chúng phục thù chi đồng sao? Vani xác nhận, đúng, Triệu Mãn duyên liền hỏi. Tướng quân Fenner, cô có biết làm thế nào để giải lời nguyền được không? Fenner thở dài, hai, là có một thứ có thể giải lời nguyền nhưng rất khó lấy được. Mạc Phàm liền hỏi. Là cái gì? Fenner trả lời. Nước mắt của Medusa triệu mãn duyên hỏi lại medusa mà cô nói lẽ nào là rắn mẹ medusa fener phủ nhận không nhân loại thì không thể chống lại cô ta được medusa mà tôi nói sở hữu huyết thống medusa hoàng mẫu ví dụ như medusa hồng xà medusa ân xà medusa xà quân rắn mẹ medusa đã đến địa vị hoàng mẫu xà tộc rồi người bình thường cũng không theo kịp mạc phàm liền hỏi cho nên ý của cô là chúng ta chỉ có thể bắt được sinh vật sở hữu huyết thống medusa sau đó lấy nước mắt của nó thì mới có thể giải được lời nguyền sao?" Fenner xác nhận. "Đúng vậy, nhưng mà như vậy cũng rất khó." Mạc Phàm Liên ói. "Không sao, chỉ cần có cách giải quyết là được. Chúng ta hãy tìm một con Medusa trước, nếu như nó không rơi nước mắt chúng ta đánh cho nó khóc." Nghe xong, tên Tham Mưu đi theo phía sau cười phá lên, "Ha ha ha, nói thì dễ, sinh vật huyết thống Medusa, sau khi trưởng thành ít nhất cũng phải là cấp quân chủ. Trước khi lời nguyền chưa phát tác, tôi thấy các người nên đi làm chút việc gì đi." Mạc Phàm giận tím mặt nói: "Vậy tôi có thể đánh ông một trận trước được hay không?" Tên tham mưu kia gào lên: "Tiểu tử cậu có biết tôi là ai không?" Fenner đưa tay ngăn cản: "Được rồi, đây đều là bạn của tôi." Tên tham mưu tức giận nói: "Hừ, tôi không muốn lãng phí thời gian với đám nhãi danh đâu. Còn về việc phương án mà cô nhắc đến với cấp trên, để hai vong linh lớn của đế quốc giao chiến, tôi cảm thấy không ổn đâu. Thứ lỗi vì không thể ở cùng." Nói rồi tên này đi thẳng ra ngoài. Mạc Phàm nói với Fenner: Tôi nghĩ có lẽ cô nên thay đổi một tham mưu khác. Fenner cảm thán. Tôi đến đây nhậm chức không lâu, nhiều lúc phải phục tùng sắp xếp của cấp trên. Đúng rồi lần này trên chiến trường có xuất hiện Medusa hay không? Tôi khuyên cậu nên bỏ suy nghĩ này đi. Bên cạnh Medusa luôn có một lượng lớn xà quân. Thị vệ xà quân đi theo. Pháp sư có lợi hại cũng khó mà lại gần được. Nhưng mà các cậu muốn tìm Medusa chưa trưởng thành thì vẫn còn có hy vọng. Triệu mãn duyên vỗ tay cái bếp rồi nói. Đúng rồi, không đối phó với con trưởng thành chúng ta có thể ra tay với mấy con Medusa nhỏ mà. Mạc Phàm cũng phấn khích gieo lên. Có thể giải được lời nguyền hay không thì phải dựa vào chúng ta rồi. Fenner nhắc nhở. Suy nghĩ các cậu phải đối diện với rất nhiều rắn. Tôi đề nghị mọi người chuẩn bị thuốc giải độc. Mặc dù tôi cũng muốn giúp đỡ. Nhưng gần đây Ai Cập đang đánh trận. Tôi cũng không có cách nào kịp thời giúp mọi người đều phối được. Triệu Mãn Duyên hỏi lại. Vì thế trong chúng ta có người bào chế thuốc hay là pháp sư chữa trị gì hay không? Chắt giơ tay phát biểu. Tôi có một chút hiểu biết về độc tính nhưng cũng không có sở trường về điều phối thuốc. Lúc này, Mục Bạch đưa tay phát hiểu. Để tôi thử. Triệu Mãn Duyên giật mình hỏi. Định mệnh, thật hay giả vậy, cậu có đáng tin không vậy? Mục Bạch bật lại. Nếu không cậu làm đi. Mạc Phàm liền nói. Bỏ đi, sáng ngày mai tôi sẽ đi đến Liên minh thợ săn. Tiện thể nghe ngóng nơi tụ tập của Medusa. Fenner nhắc nhở. Vạn sự cẩn thận, hôm sau, Mạc Phàm đi đến Liên minh thợ săn. Hắn nhìn quanh thì thấy một em lễ tân. Em này hỏi hắn. Vị tiên sinh này, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!